chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin đến quý vị bản tin cực nóng sau. Vai trò phản gián của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa trong chiến dịch Cơn Gió Hạ Lào do quân Cộng sản Việt Nam phát động. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị cuộc chiến diễn ra hết sức khốc liệt giữa quân đội Cộng sản Việt Nam và quân của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cùng với lực lượng đồng minh Lào Tự Do thời gian gần đây trong chiến dịch mang mật danh Cơn Gió Hạ Lào do quân đội Cộng sản Việt Nam thực hiện với sự yểm trợ của không quân và pháo binh. Mục tiêu của chiến dịch là phá vỡ hệ thống hậu cần của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tại đất nước Lào Triệu Voi và cắt đứt con đường Trường Sơn mà lực lượng hậu duệ sử dụng để đưa quân xâm nhập vào các tỉnh cao nguyên và miền Trung tại thị trấn Sepol nằm cách biên giới Việt Lào 42 km về phía Tây. Chiến dịch này còn được cho là một thử nghiệm về khả năng và tiềm lực quân sự của quân đội Cộng sản Việt Nam hiện nay nếu có xảy ra chiến tranh trên diện rộng. Do những sai lầm cấu hữu trong hệ thống chỉ huy của phía quân đội Việt Nam, nhu cầu bảo mật làm hạn chế việc lập kế hoạch kỹ càng và sự bất lực của các chỉ huy quân sự và chính trị của chính quyền Cộng sản Việt Nam khi đối mặt với thực tế chiến sự và do sự thi hành kém, chiến dịch Cơn Gió Hạ Lào đã sụp đổ khi đối mặt với sự phản kháng kiên quyết và khéo léo của Liên minh quân hậu duệ và Lào Tự Do. Chiến dịch này là một thảm họa đối với quân đội Cộng sản, làm tiêu tan những đơn vị thiện chiến nhất của quân đội này và phá tan sự tự tin đã được xây dựng trong thời gian dài. Chiến dịch này còn đánh dấu bước phát triển và mối đe dọa mới của quân hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Chiến sự bùng nổ ở Hạ Lào không giống như bất cứ trận chiến nào trước đó như ở Cao Nguyên hay các vùng biên giới Tây Nam được biết. Đây là lần đầu tiên quân hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã từ bỏ chiến thuật cũ và tiến hành phản công theo kiểu chiến tranh quy mô, chính quy truyền thống, mở các đợt tấn công lớn bằng bộ binh với yểm trợ của xe tăng và pháo binh hạng nặng để đè bẹp các vị trí của quân đội Cộng sản Việt Nam tại các cánh sườn của tiền đội chính. Sự hiệp đồng tác chiến của hỏa lực phòng không đã làm cho yểm trợ không quân chiến thuật và tăng viện bằng không quân của phía quân Cộng sản trở nên khó khăn và chịu nhiều thiệt hại. Trong thời gian đầu của chiến dịch, quân hậu duệ cố gắng tìm cách giấu lực lượng để địch tiến về phía Tây. Chỉ đến khi không còn giữ được bí mật mới tiến hành trận đánh bại phá Bản Đông, cho thấy quân đội Cộng sản Việt Nam đã thất bại từ trong chính nước. Theo các thông tin quân sự chúng tôi thu thập được, thời gian qua, từ khi xảy ra những cuộc đụng độ lớn tại Cao Nguyên, hệ thống đường Trường Sơn đã làm mục tiêu của các nỗ lực đánh giá, ngăn chặn liên tục của quân đội Việt Nam. Tuy nhiên, hỗ trợ các chiến dịch không kích, các hoạt động ngầm mới chỉ được thực hiện ở quy mô nhỏ trong địa phận của Lào nhằm ngăn chặn sự xâm nhập thông qua đường Trường Sơn. Sau khi tấn công vào các căn cứ của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tại Campuchia, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã quyết định rằng thời gian đang thuận lợi cho một chiến dịch tương tự tại Lào. Các tướng quân đội Cộng sản tin rằng nếu thực hiện một chiến dịch như vậy, tốt nhất là làm thật nhanh. Một chiến dịch như vậy sẽ gây ra sự thiếu thốn đạn dược vũ khí cho quân hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Được biết, mục tiêu của quân đội Cộng sản Việt Nam là tiến vào phần lãnh thổ Lào quanh đường chính kéo dài từ biên giới tới thị trấn Sepol, tiêu diệt lực lượng đối phương đóng trong vùng, phá hủy tất cả các kho xăng dầu và hậu cần, kiểm soát mọi sự thâm nhập dọc theo đường Trường Sơn của quân hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Đối với quân đội Cộng sản Việt Nam, chiến thuật cơ bản của Lam Sơn 719 là đánh và rút. Trên kế hoạch, điều này là khả thi do yểm trợ về không quân và khả năng di chuyển bằng máy bay, để gây thiệt hại tối đa về người cho quân hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Quân đội Cộng sản Việt Nam sẽ tiến công và thiết lập các cứ điểm mạnh, kéo đối phương vào các vùng trống, tạo điều kiện cho hỏa lực mạnh của không quân và pháo binh phát huy hiệu quả. Vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, phía quân đội Việt Nam lập kế hoạch chi tiết cho cuộc tấn công vào các khu căn cứ 604 và 611 của quân hậu duệ và lực lượng Lào Tự Do. Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ bao gồm 4 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, quân đội Cộng sản Việt Nam sẽ chiếm vùng sát biên và thực hiện các hoạt động nghi binh. Tiếp theo, đội hình của lực lượng dù phối hợp tăng thiết giáp của xe sẽ tấn công dọc theo đường chính về phía thị xã Sepol của Lào, căn cứ hậu cần 604 của Liên quân hậu duệ và Lào Tự Do. Đội hình tiến công sẽ được bảo vệ bởi các đơn vị dù và lục quân chính quy ở sườn phía Bắc và sư đoàn 1 bộ binh ở sườn phía Nam. Trong giai đoạn 3, các hoạt động tìm diệt sẽ được thực hiện
Cuối cùng các lực lượng của quân đội Cộng sản Việt Nam sẽ rút ra dọc theo đường chính hoặc qua căn cứ 611 và ra khỏi địa phận Lào qua thung lũng A Sầu. Những người lập kế hoạch đã hy vọng rằng quân đội của Việt Nam có thể trụ lại tại Lào nhờ sự hỗ trợ của chính quyền Lào hiện nay. Phần chiến dịch được phía quân đội Việt Nam đặt tên với mật danh Cơn Gió Hạ Lào, ám chỉ về sức nóng của trận chiến như thế nào. Phó Bí thư Quân ủy tướng Phan Văn Giang phê chuẩn lần cuối đối với chiến dịch. Cũng theo các nguồn tin quân sự, mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng kế hoạch được cho là vẫn bị lộ. Một tháng trước chiến dịch, tình báo của quân hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã dò ra được kế hoạch của phía Việt Nam. Điệp viên Nguyễn Cư Trinh của quân hậu duệ làm việc dưới vỏ bọc là nhân viên sở công chánh Viên Chăn, có mối quan hệ rộng rãi với viên chức Lào và sứ quán của Cộng sản Việt Nam tại Viên Chăn. Ông Trinh từng tổ chức cuộc chiêu đãi đặc biệt mời 25 quan khách Việt Lào, gồm cả những sĩ quan cao cấp của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Cộng sản Việt Nam sang công tác. Bữa tiệc có cả mâm hút và chiếu bạc ăn thua bằng đô la Mỹ. Khi thấy nhóm sĩ quan cộng sản mãi chơi bời, ông Trinh lẻn đến bàn làm việc và phát hiện thấy tập hồ sơ đề chữ tuyệt mật ghi tên Chiến dịch Cơn Gió Hạ Lào. Sau khi đọc chớp nhoáng, ngay đêm hôm ấy, ông thức đến gần sáng để viết báo cáo và gửi khẩn cấp về trung tâm chỉ huy của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tại Thái Lan. Diễn biến tiếp theo của cuộc đụng độ quân sự đang làm chấn động dư luận này như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Trong một diễn biến liên quan, rút kháng nghị tăng hình phạt 15 bị cáo trong đại án buôn lậu xăng. Sau bản án sơ thẩm, Viện Kiểm sát kháng nghị đối với 28 bị cáo theo hướng tăng nặng hình phạt. Trước phiên tòa phúc thẩm, cơ quan công tố rút kháng nghị đối với 15 bị cáo. Ngày 5 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng do có kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân. Tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử thông báo trước khi phiên tòa diễn ra, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản cho tòa về việc rút kháng nghị đối với 15 bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa cho biết sau phiên tòa sơ thẩm trên cơ sở án sơ thẩm, Viện Kiểm sát kháng nghị đối với 28 bị cáo theo hướng tăng nặng hình phạt hoặc không áp dụng hình phạt trên, hoặc là phạt tiền. Quá trình nghiên cứu hồ sơ kháng nghị, các tài liệu chứng cứ, tình tiết vụ việc, nhận thấy các bị cáo đã có hình phạt tương xứng. Một số bị cáo trong quá trình kháng nghị có phát sinh một số tình tiết giảm nhẹ nên Viện Kiểm sát Nhân dân rút kháng nghị với các bị cáo này. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn cho biết hai bị cáo có đơn xin rút kháng cáo. Như vậy, đến nay còn 13 bị cáo bị Viện Kiểm sát kháng nghị và 25 bị cáo kháng cáo. Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm với các bị cáo này. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, nếu cần thiết làm rõ nội dung vụ án, các bị cáo sẽ bị triệu tập. Trước đó, xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh 16 năm tù, Đào Ngọc Viễn 54 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng 17 năm tù về tội buôn lậu. Liên quan vụ án, bị cáo Ngô Văn Thụy 58 tuổi, cựu cán bộ cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên phạt 6 bị cáo mức hình phạt bằng thời gian tạm giam, 3 bị cáo được hưởng án treo, 10 bị cáo phạt tiền thay phạt tù từ 200 triệu đồng đến 5 tỷ đồng và nhiều bị cáo bị phạt mức án 1 đến 2 năm tù. Sau phán quyết trên, có 29 trên 74 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Có 14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đề nghị xem xét lại về phần dân sự. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị tăng hình phạt 28 bị cáo. Theo hồ sơ vụ án, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai xác định trên địa bàn nổi lên tình trạng pha chế xăng dởm, buôn bán xăng nhập lậu. Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 6 tháng 2 năm 2021, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Phạm Đức, 49 tuổi, ngụ Đồng Nai, đang điều khiển xe bồn vận chuyển xăng không rõ nguồn gốc, chứng từ. Từ lời khai của Đức, lực lượng chức năng khám xét hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an và Công an địa phương đồng loạt khám xét nhiều địa điểm kho chứa, khay xăng, trụ sở làm việc và bắt giữ nhiều người trong đường dây tội phạm ở tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, v.v. Quá trình điều tra xác định đường dây buôn lậu do Phan Thanh Hữu cầm đầu, tổ chức. Theo tài liệu điều tra,
từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Hữu cùng đồng phạm đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON-953, trong đó có 2,5 triệu lít xăng chưa kịp tiêu thụ. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là 2.795 tỷ đồng và thu lợi bất chính 105 tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai đã trưng cầu giám định mẫu xăng thu được trong quá trình khám xét. Kết quả cho thấy loại xăng này có chứa MTBE vượt ngưỡng quy định, có khả năng làm giảm tuổi thọ động cơ và gây ô nhiễm môi trường. Các mẫu xăng giám định đều làm giả xăng A95. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự là bản tin quốc tế. Tòa án Mỹ yêu cầu cựu sao khiêu dâm bồi thường ông Trump 120.000 USD. Tòa án phúc thẩm liên bang khu vực 9 của Mỹ đã yêu cầu cựu sao khiêu dâm Stormy Daniels bồi thường cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump khoản án phí trị giá hơn 120.000 USD. Ngày 4 tháng 4, khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại tòa hình sự quận Manhattan, New York để trình diện trong cáo buộc gian lận thương mại, một phán quyết pháp lý được cho là rất có lợi cho ông Trump đã được đưa ra tại tòa án phúc thẩm liên bang khu vực 9 ở thành phố San Francisco, cách New York gần 5.000 km. Theo đó, tòa án phúc thẩm liên bang khu vực 9 đã ra phán quyết yêu cầu cựu sao khiêu dâm Stormy Daniels bồi thường cho cựu tổng thống Trump 121.972,56 USD tiền án phí. Đây là khoản tiền mà bà Daniels có trách nhiệm thanh toán sau khi thất bại trong các vụ khiếu kiện ông Trump về tội phỉ báng. Tính tổng cộng trong các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, số tiền mà cựu sao khiêu dâm phải trả cho ông Trump lên tới hơn 600.000 USD. Stormy Daniels tên khai sinh là Stephanie Gifford, tuyên bố từng có quan hệ tình cảm với ông Trump ở bang Nevada vào năm 2006, thời điểm ông Trump đã kết hôn với bà Melania. Nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử vào năm 2016, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã trả khoảng 130.000 USD để đổi lấy sự im lặng từ Daniels. Vào tháng 3 năm 2018, Stormy Daniels kể với CBS News rằng bà đã bị một người đàn ông lạ mặt đe dọa tại bãi đổ xe ở Las Vegas vào năm 2011 nhằm bịt miệng về bê bối tình ái với ông Trump. Một người đàn ông đến gần tôi và đe dọa tôi để ông Trump được yên cũng như quên hết mọi chuyện, Daniels nói, đồng thời khẳng định bà đã bị đe dọa hành hung. Đáp lại câu chuyện trên, cựu tổng thống Trump đã đăng tải một dòng trạng thái gay gắt trên mạng Twitter cá nhân vào hôm 18 tháng 4 năm 2018. Một câu chuyện về người đàn ông không tồn tại được kể lại sau nhiều năm, một trò lừa bịp được dàn dựng bởi các hãng tin giả dành cho những kẻ ngu ngốc, ông Trump viết. Cựu sao khiêu dâm Daniels sau đó đã kiện ông Trump vì thông tin trên với lý do nó đã xúc phạm nhân phẩm của bà. Tuy nhiên, vụ kiện của bà đã bị các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm bãi bỏ, đồng thời yêu cầu bà phải trả án phí cho ông Trump. Trong một diễn biến liên quan, tàu chiến Mỹ diễn tập đánh chặn tên lửa diệt hạm siêu thanh. Mỹ đăng tải đoạn video các chiến hạm nước này diễn tập đánh chặn tên lửa diệt hạm siêu thanh. The Rai đưa tin, Hải quân Mỹ công bố video một cuộc tập trận, trong đó tên lửa SM-2 đã được khai hỏa để đánh chặn tên lửa siêu thanh RQM-163 Coyote. Đoạn video được quay từ camera hồng ngoại ở ngoài khơi bang Virginia hồi cuối tháng 3. Nó cho thấy tên lửa RQM-163 nhanh chóng tăng tốc lao đi sau khi được bắn ra từ bệ phóng và bay bám sát mặt biển. Sau đó, hai chiến hạm USS Philippine Sea và USS Mason phóng ra hai tên lửa đánh chặn. Theo The Rai, tên lửa siêu thanh bay gần mặt biển như RQM-163 là một trong những mối đe dọa lớn nhất đến chiến hạm. Chúng thường bay ở rất thấp so với mặt biển khiến hệ thống phòng thủ của tàu chiến đối phương có rất ít thời gian phản ứng để kịp thời đánh chặn. Cả hai chiến hạm Mỹ trong cuộc tập trận đều dựa vào hệ thống chiến đấu Aegis để khai hỏa tên lửa SM-2. Aegis tận dụng sự kết hợp của phần mềm tiên tiến và các yếu tố tiên đoán, cảm biến và vũ khí của tàu để phát hiện, phân loại, theo dõi và ngăn chặn các mối đe dọa. Aegis có thể kết nối nhiều tàu, máy bay và các cảm biến với nhau để tạo thành một bong bóng phòng thủ tích hợp nhằm đối phó với các cuộc tấn công quy mô lớn. Trong một diễn biến liên quan, Nga điều 6 tàu tên lửa ra Biển Đen, Ukraine báo động sẵn sàng chiến đấu. Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine cảnh báo về nguy cơ của các cuộc tập kích tên lửa Nga trong thời gian tới. Trong một thông cáo được đưa ra hồi hôm 5 tháng 4, Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine cho biết một hạm đội bao gồm 15 tàu chiến, trong đó có 6 chiếc được trang bị tên lửa hành trình Kalik của hạm đội Biển Đen đã rời quân cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea để lên đường làm nhiệm vụ.
Mặc dù số lượng máy bay chiến đấu của đối phương đã giảm, điều này không đồng nghĩa với việc các mối nguy hiểm từ Biển Đen đã chấm dứt. Đối phương đã cử một biên đội 15 thuyền chiến, trong đó có 6 chiếc, bao gồm 2 tàu ngầm mang tên lửa hành trình Kalik ra khu vực biển này. Mối đe dọa từ các vụ tập kích tên lửa của Nga vì vậy đang rất cao, thông cáo trên viết. Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine cho biết các tàu chiến của Nga có thể mang theo tới 40 tên lửa hành trình Kalik. Cơ quan này yêu cầu người dân đề cao cảnh giác và lắng nghe hiệu lệnh từ còi báo động của nhà chức trách. Các đơn vị phòng không cũng được lệnh sẵn sàng chiến đấu để đề phòng các cuộc tập kích tên lửa của Nga. 3M14 Kalik, NATO định danh là SSN-30A, là tên lửa hành trình tấn công đất liền LACM và là phiên bản cải tiến của 3M14E Club LACM. Nó có tầm bắn ước tính, từ 1.500 đến 2.000 km và hiện đang là vũ khí chiến lược đảm bảo năng lực tấn công mặt đất của Hải quân Nga. Kalik mang theo một đầu đạn nặng 450 kg, có thể được trang bị vũ khí thông thường lẫn hạt nhân, tên lửa dài 6.2 m và có động cơ phản lực đẩy. Tại chiến trường Ukraine, tên lửa hành trình Kalik là một trong những loại vũ khí tấn công tầm xa chủ lực của quân đội Nga. Moscow đã phóng hàng loạt tên lửa này từ các tàu chiến tại Biển Đen vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, gây ra tổn thất nặng nề về người và tài sản.